Chính quyền quận Saha, thành phố Busan của Hàn Quốc vừa thông qua khoản ngân sách nhằm tài trợ cho một chương trình ghép đôi để tạo điều kiện cho các cặp nam nữ gặp gỡ nhau và tiến đến hôn nhân. Những người tham gia cần nằm trong độ tuổi từ 24 đến 43 tuổi và sinh sống hoặc làm việc tại quận Saha. Trong suốt chương trình, cứ mỗi cặp đôi đồng ý hẹn hò, cả hai người sẽ nhận được 500.000 won, tương đương với hơn 9 triệu đồng. Những cặp đôi quyết định kết hôn sẽ nhận thêm 20 triệu won nữa, tức là gần 370 triệu đồng tiền quà mừng. Các cặp vợ chồng mới cưới cũng sẽ được hỗ trợ tiền đặt cọc mua nhà hoặc là tiền trợ cấp thuê nhà theo tháng trong vòng 5 năm. Các chuyên gia cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh thấp tại Hàn Quốc, từ chi phí nuôi dạy con cái và giá bất động sản tăng cao cho tới áp lực xã hội ngày càng cạnh tranh. Chương trình trên là một trong hàng loạt nỗ lực của Hàn Quốc nhằm cải thiện tình trạng người trẻ ít chịu hẹn hò và lập gia đình.